Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Nào, giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia bức tường. Ôi, chào bạn. Quý vị khán giả. Em tên là Phạm Tư, năm nay 28 tuổi. Em hiện tại là nhân viên KCS, em quê ở Quảng Ngãi, nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ok, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn em. Nam và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Linh Huệ. Huệ là hoa huệ chứ gì? Dạ, tên Phạm Nữ Linh Huệ ạ. Huệ hay Huệ? Dạ, Huệ. Chữ Quờ Quy á chị. Ờ, Quy thì dạ. Quy mà Huệ. Rồi, Linh Huệ. Dạ. Huệ là quê có dấu nặng á hả? Dạ, đúng rồi anh. À, lạ nha, tên cũng lạ nha. Bao nhiêu tuổi Huệ? Dạ, năm nay 28 chị. 28 tuổi. Dạ, dạ, em quê ở Phú Yên. Dạ, hiện nay là nhân viên hành chính văn phòng, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Huệ ha? Dạ, điểm mạnh thì em là người vui vẻ, sống lạc quan, tích cực. Chuyện tình cảm thì em bao dung và thích quan tâm vun vén cho gia đình. Nhược điểm của mình thì hình như là em hơi bị mạnh mẽ và hơi độc lập một xíu. Em không cần phải có một bạn nam nào tới để làm em hạnh phúc, mà em có bản thân mình, có người thân, gia đình, công việc là em thấy mình sống hạnh phúc rồi á. Nên là không cần đàn ông. Không, hồi trước thôi, giờ khác rồi chứ. Bây giờ cần rồi. Rồi, dễ thương quá. Mời mời bạn trai bên kia giới thiệu đi. Cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì cơ? Dạ, em ấy thì chân thật, tự lập, biết nấu ăn, không hút thuốc. Điểm yếu của em ấy thì rất là nhiều ạ, bao la, tốn khá nhiều thời gian trong việc tắm rửa. Thời gian tắm rửa để em dành khoảng thời gian là 45 phút ạ. Nhưng hồi bên Nhật á, thì em tắm trong phòng tắm, ngâm hơi khá là lâu. Người Nhật nói thì khoảng 30 phút là vừa rồi, cũng tốt. Nhưng mà ngâm quá thì cũng hơi có hại cho sức khỏe. Về nước thì người nhà có hay la, nhưng mà em cũng cố gắng cải thiện. Chứ còn tắm nhanh quá thì em cũng không thích cho lắm. Vì em ngâm, khi mà ngâm mình trong bồn tắm thì em cảm thấy nó sảng khoái, thư giãn được cơ thể. Ủa, em có sống ở Nhật hả? Được bao lâu? Dạ, làm việc tại Nhật được 3 năm ạ. Vậy bữa anh với em ra Hà Nội mùa đông nè, tắm hay lắm á, ngâm đi. Dạ, dạ, bên Nhật cũng lạnh lắm, nhưng mà mình tắm nước nóng thì có sao đâu, trong phòng kính mà. Nhiều khi đi công tác không có nước nóng đó. Dạ, công tác mà chỗ nào mà chắc là trên rừng rú của anh ha. Anh rồi. Đi rừng rú không có nước nóng đâu mà ngâm, lúc đó nước nó quen. Thử đi danh tháng đi, đi các trình xã hội tháng rồi em biết em ngâm cỡ nào. Rồi cái tinh thần mà tắm 3-40 phút không còn nữa đâu. Nó quéo hết, không còn gì. Anh tắm có 2 phút mà còn không kịp nữa đó em. Rồi mình đi Nhật là mấy năm thì bây giờ về hát một bài hát nào câu tiếng Nhật góp vui cho chương trình đi bạn. Dạ, vậy thì em cũng xin gửi tặng đến quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay thì em cũng sẽ hát một ca khúc tiếng Nhật. Rồi. Mo shi mo mo chi do anata ni aeru nara tatta hito koto chutaetai arigato arigato toki ni wa kiyu chute ante mo anata o kanjite tai. Xin hết ạ. Bài mà tô với ta không nhỉ? Dạ, 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 em dịch ra tiếng Việt luôn ạ. Đúng rồi, dịch ra dạ. Nghe thử. Nếu có thể gặp em một lần nữa, anh chỉ muốn nói về một điều. Cảm ơn em rất nhiều. Dù đôi khi trong lòng anh cảm thấy nhói đau, nhưng anh vẫn muốn lưu giữ những ký ức về em. Trời ơi, hay quá trời hay luôn. Giá như hát tiếng Việt nó hay cỡ nào, nhưng mà tại vì em hát tô ta tê không ra là dạ. Nghe nó mất lãng mạn đi. Thì tại tiếng lời Việt thì em chưa hát được. Chưa dạ. Hát lời Nhật thôi. Một dịch ra tiếng Việt nha, hoặc là em dịch trước khi em hát. Dạ. Người ta sẽ cảm nhận hay hơn. Tô tê tê tô ta rồi. Có cái nhược điểm gì không bạn? Em dễ bị xúc động. Những chuyện mà không vui á, hay buồn phiền á, thì em tự giấu kín trong lòng và tự tìm cách giải quyết để mà giải tỏa. Vì em sợ làm phiền người thân, khi đó người thân trong gia đình sẽ khá là lo lắng. Đúng rồi em, mấy chuyện buồn đừng nói người thân, khổ lắm. Nói mất công người ta buồn tội người ta, đúng không? Có tật xấu gì không? Chuyện vui thôi. Tật xấu thì em chắc cũng nhiều, là em hay ngủ mà hay mơ mà nói nhảm. Và lại nữa em lại sợ ma. Do họ bên Nhật á, có một khoảng thời gian bị stress đấy thì em khó ngủ. Thì lúc đó có một bạn thì khuyên em là nên xem phim ma Nhật á. Sim xong á thì em khỏi ngủ luôn, thức luôn tới sáng á. Mấy hôm sau là coi như em ngủ là không dám là tắt điện luôn á. Giờ không nói chuyện ma được không?
Anh cũng sợ ma. Anh cũng sợ ma. Bỏ qua đi. Bây giờ nói về tình trường đi. Huệ, Huệ trải qua mấy mối tình rồi cưng? Tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. Hai mươi mấy năm luôn? Dạ đúng ạ. Vậy trong cuộc sống thường em đi chơi với ai? Chỉ bạn bè. Hồi trước em chơi với bạn nữ thân. Ủa thích gái hả? Không, không có chị. Hồi trước cũng vậy á, em không có thích ai hết, không thích bạn nam nào hết mà đi chơi với bạn nữ thì thân. Nên mọi người hỏi, ủa là sao, là giờ là thích gái hay sao vậy? Không biết lẽ thì sao vậy? Nhưng mà có không? Không chị, chắc không có, chắc chị. Có rung động với đàn ông phải không? Có chị. Nhưng mà đó giờ là chưa có hôn nắm tay đàn ông lần nào hết. Dạ. Chắc chắn thích trai. Dạ. Không biết báo tin vui hay tin buồn cho bên kia nữa. Thấy được không? Dạ được. Được ha. Con trai em được. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chỉ trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì kéo dài được khoảng một năm. Quen nhau từ thời học sinh. Mối tình mới nhất này cách đây 2 năm. Tại thì lúc đó thì em muốn ổn định kinh tế vững chắc hơn thì em mới quyết định ra đi, ra nước ngoài. Không hiểu sao sau một năm thì bạn ấy ở tại Việt Nam lập gia đình. Đúng rồi, em đi vậy biết gì nào em về. Hôm nay đến đây thì bạn gái mong muốn tìm một người yêu thế nào? Người yêu thì không có quan trọng về ngoại hình, hiền lành sáng sủa là được. Em cần bao dung một chút, chững chạc chín chắn, có chí cầu tiến. Có luôn, bên đây chững chạc cầu tiến ta mới đi Nhật, ta là học hỏi, ta làm ăn. Em không thích người ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không? Dạ không ạ. Không thích tính những người tính toán chi li nhỏ nhặt quá. Em thoải mái. Có luôn. Dạ, cũng không thích rượu bia thuốc lá. Không có hút thuốc. Dạ. Có uống rượu chút chút không? Dạ uống rượu một ít thì ít được. Ít thôi, không sao. Sao em, đàn ông phải có uống chút rượu được cũng không sao. Cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Bác tên đi buổi sáng á, hiểu biết sâu rộng nhưng mà rất là hóm hỉnh, hài hước. Nhớ về kiếm sách bác Tony đọc nha. Dạ. Kiếm còn... sách bác Tony buổi tối á, coi buổi tối bác làm sao. Còn em muốn mẫu hình lý tưởng thế nào em trai? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị hai là được ạ. Chị hai của em á là rất là đảm đang. Chăm lo quán xuyến việc gia đình rất là tốt. Chị thì có pha chút truyền thống và nét hiện đại. Rồi. Ngoại hình thì cao 1.5m trở lên là được. Hơi mập mẫm mỉ một tí em càng thích ạ. Chào em gái. Dạ em chào. Hôm nay cũng da thịt tròn trĩnh dễ thương chứ bộ. Nãy giờ em cảm nhận cái tiếng nói của anh lên đây như thế nào? Anh hiền lành. Đúng rồi, rất là hiền. Anh nói thật là anh nhìn người rất là hay luôn á. Anh này là có thể là một cái mẫu người chồng rất là tốt. Dạ. Đàn gái bên đây là có khi nào em đi Nhật Bản chưa? Chưa. Dạ, chưa chị. Có cơ hội là đi ha. Cái gì mà ngồi quặm quẹo tay chân dữ vậy? Men lên chút xíu coi. Dạ. Men không? Dạ men chứ. Chắc không? Chuẩn 100%. Bên này tôi không biết là có nữ tính không, mà bên đây tôi không biết có men hay không á. Dạ. Bên đây là chưa hung lần nào nha. Làm được không? Dạ được. Mà nói giờ hung nhiều chưa? Dạ hung cũng ít à. Hung đã không? Dạ, cà phê. Rồi bây giờ khi nào cưới? Dạ, sau một năm thì có thể được. Có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ, thì em đi làm việc bên đó khoảng 3 năm thì cũng có tích góp được một chút ít. Thì do thì em cũng tính là lập nghiệp tăng Bình Dương. Hiện giờ là đang sống Bình Dương? Dạ vâng. Để dành vốn được nhiều chưa? Dạ, cũng nhỏ nhỏ thôi. Khoảng cỡ 700. Trời ơi, nhiều quá. Quá dữ. Được rồi, được rồi. Nói chung là bạn trai này phải chọn thôi một người đàn ông rất thật thà, hỏi đâu khai đó nha. Mai cho anh mượn 700 anh mua đất Bình Dương nha. Dạ. Em trai này đi với ai? Quá tốt. Dạ hôm nay em đi cùng với chị gái và sếp em ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Phương, Cát Tường. Chào em gái bên này, chào khán giả trường quay ngày hôm nay. Em là chị gái của Phạm Tư. Đến hôm nay thì đến với chương trình này thì em cho em nhận xét về bạn gái bên này thì nói chung là em gái này dễ thương, hiền, vui tính. Nói chung thấy là được. Nay đi có sếp nữa đúng không? Cho nghe ý kiến của sếp. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh rồi quý vị khán giả. Chào anh Huệ. Đến với chương trình hôm nay em nhận xét Tư là một người rất là thật thà và hiền như cục bột luôn. Không, cái đó khỏi nói, chưa chơi khai 700 triệu là tôi thấy là nên là rất là nhút nhát. Nói chung là hôm nay kéo em lên để bắt vợ về cùng. Hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến tới. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi người thân của Huệ hôm nay là ai? Dạ em đi cùng với anh chị em ạ. Em chào anh MC Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Phạm Tư. Chào các bạn khán giả trường quay. Rồi, chào em. Anh nhận xét thì nó ngắn gọn thôi. Ở em thì anh thấy được một cái sự chân thành, chững chạc, tính của em nó điềm đạm. Em có hai cái trùng hợp, một là em họ Phạm, em trùng hợp với anh. Cái nữa là đây là em rể của anh, cũng Quảng Ngãi. Anh có thêm người em dâu cũng ở Quảng Ngãi. Thì anh hy vọng là
thêm một cái gì đó nó Quảng Ngãi nữa thì nó lại càng hay. À, ok. Anh em về Quảng Ngãi thành lập nhà máy đường Quảng Ngãi luôn ha. Chỉ là ý kiến thôi, hai bạn mới là quan trọng nhất. Bây giờ sẽ mở rào ra cho hai bạn trò chuyện với nhau nha. Kéo rào. Đó, bây giờ là chuyện của hai đứa. Bắt đầu. Chào bạn. Rất vui được gặp bạn ạ. Mình có món quà tặng cho bạn ạ. À, mình có thể đeo cho bạn được không ạ? Dạ được. Đeo cái đó vô là đi xích luôn đó. Tặng quà có ý đồ á. Đeo rồi. Vàng như đeo gông vào cổ. Mình cũng nên tặng quà lại đi em. Nếu vậy thì em sẽ nhảy một điệu nhảy Nhật Bản. Trời ơi, trùng hợp quá vậy. Thì với anh cũng đi Nhật mới về. Cái này mà mặc thêm kimono nữa thì đẹp dạ, lắm. Dạ đúng rồi, đây là đồ Nhật Bản. Rất là dễ thương. Bạn trai cảm nhận như thế nào? Bạn ấy nói chung rất là dễ thương, nói chuyện thì rất là chín chắn ạ. Bạn ấy có cái tài lẻ là mua rất là khá, đâu hay là khá là... Làm gì bẻ con tay, bẻ con chân dữ vậy, nó lòi hết bây giờ. Em cũng có bài hát muốn gửi đến tặng cho bạn cùng tất cả mọi người ở đây. Nam là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha 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 ha, thắp sáng một gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ. Cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình ấm áp trái tim quay về. Xin hết hả? Mình cũng có ý nghĩa. Có ý nghĩa. Ý là bạn ấy đang hướng về gia đình ha. Bạn khá là thích hợp với mọi người gần. Khá thích hợp với mọi người mình đang tìm kiếm. Bạn xinh quá, nụ cười bạn đẹp quá. Dạ. Bạn có duyên dạ, quá. Bạn đẹp quá. Bạn đẹp không, quá. Không biết nói gì luôn á. Làm như nó quýu hết trơn rồi. Từng mấy ngày đi rảnh những ngày nào nhỉ? Cuối tuần thêm rảnh. Cuối tuần à? Rồi cuối tuần thì cỡ chủ nhật và thứ bảy ha. Dạ. Anh cũng rảnh hai ngày đó không sao cả. Thường ta nói thứ bảy chủ nhật mà ông quýu, ông nói ngược chủ nhật thứ bảy. Nói chung đàn trai rảnh bất cứ lúc nào đó em. Em cứ gọi là tới, gọi là tới nha. Hiện tại anh chưa là gì cả, nhưng trong tương lai anh hứa với em sẽ làm cho cuộc sống của em trở nên thú vị. Hứa, hứa với em 700 triệu này thuộc của em. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Bấm đi. 2. Hộp đó. 3. Bấm đi mà. Cái gì mà bấm gì kỳ vậy? Giọt trọt trọt gì kỳ vậy? Bẻ cái nút bấm vậy. Hết thời gian. Cái nút bấm chứ không phải cái tay mà ông dặn bấm là bấm vậy nè. Ông ngồi ông dặn muốn gãy cái cục của người ta luôn. Bấm phải vậy nè, dạ, hiểu không? Em không biết. Tình yêu mà đôi khi nó làm con người ta quýu. Bấm nó thành bẻ. Bây giờ nè, xin phép. Xin phép anh trai. Dạ, em xin phép nhà hào đến gái ạ. Chào anh hôn nha. Cái này tốt chưa? Rồi, em nghe rõ rồi. Rồi bây giờ anh giới thiệu lại một lần nữa họ và tên, ngày tháng năm sinh và hiện tại công việc cũng như là quê nơi mình đang sống hả? Rồi em... xin mời anh. Em là Đặng Quốc Đường. Đặng Quốc Đường. Đặng Quốc Đường. Rồi. Em sinh ngày 2 tháng 2 năm 1976. 1976. Về tuổi của em là sinh ngày 2 tháng 2 năm 1977. Rồi.
Em quê quán ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Rồi, hiện tại anh đang ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh luôn hả anh? Không, hiện tại là em làm nghề cắt tóc ở cùng cách từ An Lộc, Hà Tĩnh, trong tỉnh luôn. Cắt tóc ở Hà Tĩnh luôn. Rồi, trước giờ là anh có những mối tình nào rồi, anh đã kết hôn chưa? À, có kết hôn rồi, con cái lớn rồi, có hai mối tình. À, bây giờ mình chia sẻ về cái cuộc hôn nhân của mình nhé. Tại sao mà tan vỡ, lý do gì tan vỡ, sống bên nhau bao nhiêu lâu hả? À, mối tình thứ nhất thì hai vợ chồng lấy từ năm 99 là hai vợ chồng cưới nhau và chung nhau được 2000 là vợ đi nước ngoài. Sau đó một thời gian đến 2017 vợ chồng chia tay thì lý do là vợ đi nước ngoài nhiều. Rồi nói chung là đi nước ngoài chia tay. Thế sao mà sau đó đến với luôn một cô khác hả? Sau đó thì cũng có tìm hiểu một cô được cởi tầm được bao nhiêu? 2 năm. Một cô có cưới không? À không cưới, thì mới cùng có một đứa con. À thì lại chia tay nữa hả? À, anh thấy ở mối tình thứ nhất là vì hai vợ chồng chắc là vợ đi nước ngoài nên chia tay vì sai mặt cách lòng. Nhưng mà ở cái chuyến thứ hai á, chuyến thứ hai thì là lý do thì vì sao chia tay? Chuyến thứ hai là vì thực tế là mình không tìm hiểu được kỹ càng. Vì mình cũng tình cờ gặp họ thôi. Vì sao mình tìm hiểu không kỹ càng. Có quen một thời gian rồi. Nhưng sau đó rồi mình cũng biết là mình cũng không thể đi chung với họ tiếp một con đường nữa. Thì mình lại dừng lại. Thì trong lúc mình dừng lại. Người ta cứ dọa mình nếu mà mình không đến với họ thì cho nên là em cũng cố gắng với họ để thứ nhất hai sống với nhau ok thì mình lại sống tiếp cái quãng đời còn lại, nhưng càng ngày càng sống nói chung là không chấp nhận được. Rồi ok. À, bây giờ các con thì là anh có 2 con rồi thì đang ở với ai? Con thì lớn rồi, con thì có 3 đứa con. Ừ, người đầu á là 2 đứa con, con lớn rồi, một đứa đi làm ở nước ngoài. Còn người thứ hai thì có một bé nhưng mà ở với mẹ. Người thứ hai thì có một bé đấy mấy tuổi và đang ở với ai? À 10 tuổi mà ở với mẹ. Rồi 10 tuổi. Rồi, anh tên là anh tìm một nhà chương trình tìm cho mình mẫu người như nào á? Mặt là cùng tìm cái tầm tuổi từ 80 đến 97. 80 cho đến 97. 93. Rồi, 80 đến 93. Trong đó là có 2 tuổi là sông cho nên không muốn tìm là tuổi 83 và 86. 83 và 86. Là không tìm. Rồi. Tốt nhất là có tuổi 81 thì tốt nhất. Rồi. Và chủ yếu là công việc thì người ta đã làm. Công việc làm sao anh? Ý là cần tìm một người làm công việc tự do ấy. Không thuộc về nhà nước. Rồi. Chiều cao, ngoại hình, vị trí địa lý. Chiều cao thì nói chung tùy hình ưa nhìn. Nói chung nhìn làm sao cảm thấy hợp với mình. Rồi tốt nhất là tìm được người cùng quê. Không thì từ Quảng Bình đi ra. Ví dụ là nếu mà tìm thì tốt nhất là các cái tỉnh lân cận như Hà Tĩnh. Nếu không thì có thể mình cũng đi ra. Rồi. Ok, em cảm ơn anh nhé.
thì có gì hôm nay cái buổi đầu tiên làm quen đầu tiên thì có gì sẽ có biên tập làm việc nội dung với anh sau ha. À, bởi vì cùng thứ nhất là đưa về chương trình là tình nhờ chương trình sẽ tìm hiểu người bằng là kiểu không liên quan con cái nhiều rồi đó, rất... Ok được rồi, chương trình lắm được tinh thần này nha nhá. Vâng. Rồi cảm ơn anh nhiều. Tình nhá. Rồi cảm ơn anh. Rồi bạn nghe rõ tín hiệu ở bên chương trình không ạ? Đúng nghe rõ. Rồi bây giờ bạn giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại đang làm gì nhá. Rồi bạn cứ chủ động giới thiệu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu này kia. Đợi em xíu nha anh, có công chuyện xíu. Đợi em xíu. À nghe nghe gì bảo? Nghe nè. Mời bạn ấy cố định camera 5 phút. Rồi em bạn... Em họ tên là Đặng Thanh Quy, xin nha. 26 tháng 3 1996 ở Hậu Giang. Ra đi. Sinh viên chắc chắn học được. Vì công việc mà trả lời lâu dữ vậy, có nghĩa là có đang đi làm gì không em hay là đi học thôi? Em chỉ đi học thôi. Rồi tiền ai đang lo cho em? Ba mẹ. Ừ. Đại gia dữ vậy, sinh năm 96 là bao nhiêu tuổi rồi, giờ còn đi học, đang học gì á? Đại học được. Ờ, học là bác sĩ hả? Rồi, hồi trước có làm công việc gì không em? Em là phục vụ, chúng ta vẫn có. Ừ, trời ơi, rồi. Bây giờ em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của em giùm chị. Nói chung là đường tình duyên em thì rất là lận đận chứ. Được mấy mối rồi sao chia tay mà lận đận, kể thử coi, lận đận là sao? 10 mối không? Cũng 4-5 mối. Rồi cụ thể sao, quen bao lâu rồi người ta bỏ em hay gì mà lận đận? Không, em quen không được, không em quen bạn đi bạn nhau xong cái em kiểu dạng này bị cuối tình luôn. Là sao, người ta bỏ em hay em bỏ người ta? Ta bỏ em. Ta bỏ em. Ừ, ta bỏ em thì mới lận đận chứ còn em bỏ người ta thì đâu có lận đận. Ta bỏ em. Ta bỏ em. Ừ, rồi sao thì mình rút kinh nghiệm mình quen cái mối khác. Rút kinh nghiệm nè, nó khác em cũng chịu được. Được không? Có rút kinh nghiệm không? Có, rút kinh nghiệm. Rồi sao? Rồi sao lại không được? Thì em nó là sao lắm em. Thấy công việc tới rồi. Rồi tới em bỏ anh ta. Rồi cuối cùng là em bỏ người ta đúng không? Chị nghe không rõ khúc đó nè. Người ta bỏ em. Rồi bây giờ thì kiếm bạn gái là để khi nào mà kết hôn đây? Tại vì còn đang học mà. Thì sao? Bao lâu nữa ra trường em? Bao lâu? Tại thì khoảng em ra trường nội. Ừ. Em là học bên gì? Bên dược nhưng mà em học ngành gì? Đại học dược. Học biết rồi, đại học dược nhưng mà em học chuyên ngành, chuyên môn em là gì? Bán thuốc, bán thuốc tây. À. Rồi bây giờ là đang xin đi làm đúng không? Đúng rồi. Ủa tưởng là ba má cho tiền mở tiệm thuốc tây ở nhà bán luôn chứ, xin đi chi?
nhà em có. Rồi bây giờ em thích mẫu bạn gái thì sao? Mô tả cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn đi. Gái của em thì bằng tiểu rồi nhỏ hơn, nhỏ hơn. Tóc dài. Thì cũng hơi xíu được. Tóc dài hả? Rồi quê quán ở đâu được em? Sống ở đâu được? Thì nếu miền Tây thì khỏe, thì khỏe. Ừ. Rồi là phải theo em đúng không? Đúng rồi, theo em. Em là nhà có anh em gì khác không? Em không một. Em không một. Ờ. Rồi ba mẹ anh làm gì ở nhà? Ba mẹ em bán. Bán gì chị chưa nghe? Tiệm thức ăn đó chị. Tiệm quán ăn đó hả? Thuốc thú y. Thuốc thú y hả? Rồi. Rồi ok em, vậy thì điểm sao em không thích đó? Điểm em không thích ở bạn gái là cái gì? Là quá chị. Quá chị. Sao nói gì chị chưa nghe nè. Đường truyền nó hơi bị kém. Anh ơi, anh cầm giúp em cái điện thoại lên nha. Rồi, anh nói. Alo. Alo. Rồi. Để em không thích. Là đừng quá quá. Nhưng cọc quá hả? Rồi, ok em. Với lại sở thích của em là thích đá banh đá bụi, nên chúng ta lại nhắn một cái niềm đam mê đá banh. Ừ, tội nghiệp, phải cho em đi đá banh đúng không? Dạ. Rồi, được, nó sẽ cho đá banh nhưng mà nó không cho cái khác thôi. Dạ. Được cái này thì mất rồi, cái kia. Rồi. Rồi, vậy được chia vậy? Như được. Rồi, được rồi, ok, được rồi, nếu được chọn thì sẽ báo lại cho em ha. Dạ, rồi, rồi, cảm ơn em nha. Rồi. Dạ, dạ.